Vâng, em Hồng xin kính chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì chúc mấy tất cả bác và tất cả anh em là một đôi loa đến từ hãng JBL nha bác nhé. Thì đôi này có mã model là MR925, đời cao của đời MR nha bác nhé. 925 là một đời một đôi loa sử gồm một bát 40 và một chép kèn họng gan trên một thân thùng. Công suất của mỗi loa thì nó có công suất từ 350W nha bác nhé, 350W trên một thùng. Đấy. Rồi thì ở đây thì có thấy là về hình thức của loa thì bên em sẽ quay cho cả bác và lát nữa em sẽ tháo ra để các bác xem được cái nội thất loa bên trong như tiếng loa. Về hình thức loa thì loa về thì kênh còn tem nguyên bản nha bác nhé, còn tem zinc của nó, còn tem đã đủ và tem JBL mã MR series còn rất là đẹp nha, kênh cũng còn cực đẹp nha bác. Thì kênh nó sẽ bảo vệ cái màng bát, còn chép thì nó không cần nha bác nhé. Chép nguyên bản nó đây, bác nhìn này, lớp sơn sần nguyên bản của dòng chép JBL 925. Thùng là thùng gỗ bọc da nha bác nhé, thùng gỗ bọc lớp da bên ngoài, tất cả các kề góc là còn nguyên bản hết nha bác nhé. Đấy, không sứt mẻ, không bở hay là nứt nha. Đấy, thùng là thùng gỗ bọc da, tất cả các góc cạnh còn cực kỳ là đẹp nha. Đấy, không cấn rách. Đây góc cạnh này bác nhé, trên lưng nha. Đấy, còn rất là đẹp luôn á. Còn bên này ngoài nha. Đấy, rất đẹp luôn. Phía bên hông thì chúng ta sẽ có logo JBL. Đấy, chữ JBL dòng ở phía tay nắm thì có chữ MR series. Ngoài đằng sau thì chúng ta thấy được lớp da còn rất là đẹp, và cũng như là phía bên dưới thì chúng ta sẽ thấy đường tín hiệu đầu vào nó là đường Nugent và hai đường 6 ly. Nugent và hai đường 6 ly nha bác nha. Đường nước trích thì chúng ta sẽ đấu vào một cộng một trừ nha bác. Model MR925 đời MR series. Đấy, số series là 15135 nha bác nha. Hàng sản xuất tại mấy cái nhiều ra chưa có trừ kháng là 8 ohm. Lò rất đẹp nha, tất cả các góc cạnh nha bác nha. Rồi bên thùng bên này đó, da cực đẹp luôn. Ngồi đằng sau này bác nhé. Rồi ok các bác, giờ thì em sẽ mời tất cả bác chúng ta cùng xem nội thất của loa. Em vừa tháo xong cái nội thất của loa nha bác nhé, thì em quay cho các bác cùng xem. Đôi loa MR925 thì nó sẽ sử dụng một cái bát mã là 2032H nha, 2032H nha bác nhé. Từ thì có thấy là còn long lanh bảy màu nha bác nhé, long lanh bảy màu luôn, rất đẹp nha. Từ 190 con 76 nha bác, từ 190 con 76 còn rất đẹp nha bác. Đây, hãng JBL, JBL Pro nha bác nhé. Đây, JBL. Tất cả làm bao zin nguyên bản hết cho tất cả bác nhé. Đây là lo chép nó này. Đây, chép nó này bác nhé. Chép là 2418H. Máy ghi nhiều ra. 2418H nha. Máy ghi nhiều ra. Chép này thì tiếng cực kỳ là hay. Đấy, trên kèn thì nó in số luôn nha bác nhá, đập số luôn. Đấy, kèn nó là kèn gan. Kèn gan nha bác. Các bác nhìn cái chép cực kỳ là to, khủng. Tiếng chép vô dòng 925 này cực kỳ hay luôn. Đấy, rất là nặng nha. Đây. Tất cả là hàng này brand bao zin nghiêm bán cho tất cả bác nha. Đây, chép nó đây nha bác. Đấy, phê. Đấy, đẹp nha.
Rồi, quay cho bác xem tiếng loa dẫn lo nha. Đấy, cụ từ rất đẹp rồi. Đấy, còn bảy màu nha, bác nhìn này. Cực kỳ là nặng nha bác. Đây là tiếng loa. Tiếng loa các bác nhìn, quá đẹp. Đó, còn rất mới nha. Nhận lo đây bác, hơi tối, hơi tối rồi các bác thấy được nhận lo, quay cái chỗ này nó sáng hơn nha, đây, đó, con sáng vào cho các bác thấy này, rất là khó thấy nha bác. Đây nha, đó. Tất cả là riêng miệng báo nhau bác nhé, nhận lo, cố lo, tuyến lo đều riêng bán hết nha bác, có một đàn quậy thôi. Để xuống quay cho bác xem, đây bên này quậy nha, đây bác, đây, tất cả là riêng miệng báo, bàn chập số, tuyến lo của cái bát này, còn rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp nha. Đấy, gần vài tấm dầu dập ba sóng nha bác nha. Rồi, ok, phía bên trong thì chúng ta sẽ có là bông tiêu âm và phân tầng, thùng là thùng gỗ ép này, phân tầng của nó nha bác nha. Đấy, tất cả là bao zinc nha, phân tầng này 925 này. Đấy, 925 nha bác, bên này thế nha, 925. Rồi, bông tiêu âm này. Đấy, rất đẹp luôn nha. Tiếp. Rồi, đó là đôi loa 925 nha bác nha. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. À, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong quốc hôm qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình. Đôi loa này thì hiện tại bên em đang có với giá là 27.500.000. Đấy, 27.500.000 nha bác nha. Rồi, các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0363648707 hoặc là 0393111049, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 để xem màn ảnh cụ thể chi tiết hơn. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.